Hai cách trị nám tàn nhanh tại nhà dễ làm. Cách thứ nhất, dùng lá trâu không và mật ong. Trong lá trâu không có rất nhiều khoáng chất như canxi và kẽm, kết hợp khả năng kháng khuẩn, có công dụng ngăn chặn và làm mờ các sắc tố melanin. Sử dụng lá trâu kết hợp với mật ong sẽ giúp cho làn da cải thiện được những sắc tố melanin, giúp hồng da, đều màu da. Cách làm như sau. Bạn lấy chừng 5 lá trâu không, rửa sạch, cho vào chút nước lọc rồi xay nhuyễn. Lọc lấy nước cốt, thêm một thìa mật ong vào trộn đều. Dùng hỗn hợp thoa đều lên vùng da, kiên trì trong 6 tháng. Cách thứ hai, dùng mầm đậu nành kết hợp mật ong. Dùng 5 thìa cà phê bột mầm đậu nành, cộng với 5ml mật ong và sữa tươi hoặc nước sạch lượng vừa đủ, để tạo nên hỗn hợp sền sệt để thoa vừa dính lên mặt. Dùng hỗn hợp này để bôi lên mặt, massage đều và đợi khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước. Nếu hỗn hợp trên vẫn còn, bạn có thể cất tủ lạnh để dùng cho hôm sau, nhưng không nên để quá 24h nhé.